Xin chào các bạn đến với kênh của Võ Diễn. Thì bây giờ là gần đến Tết rồi, chắc hẳn các bạn là cần trang trí ngôi nhà của mình mà ở không gian bên ngoài đúng không? Thì vừa hôm qua Diễm mới vừa trang trí nhà của mình xong. Hôm nay Diễm xin mời các bạn đến với cái view mà Diễm đã trang trí cho ngôi nhà của mình để chuẩn bị đón Tết nha. Đây là ngôi nhà mà lúc mà mình chưa trang trí Tết nè. Tuy là nó cũng có hoa rồi nha các bạn. Cỏ này là cỏ thật nhưng mà trông nó không có xanh tươi lắm ha. Và đây là sau khi mà cái nhà mà mình đã trang trí lại nè. Đó các bạn nhìn khác hẳn với cái bức tranh hồi nãy không? Cỏ thiệt thì thay vào đó mình thay cỏ nhân tạo nè. Nhìn nó xanh nó sạch hơn mọi người ha. Rồi bên cạnh đó là mình trang trí thêm ba cái lồng đèn đỏ. Lồng đèn đỏ là mang ý nghĩa cho gia chủ là sẽ xua tan đi những cái thứ xui xẻo không may mắn. Rồi tiếp theo là cái cánh cửa của nhà mình nè, mình dán những cái hoa mai bằng xốp để tạo điểm nhấn cho ngân nhà. Nhà mình bên hông là có cái hồ cá nè. Đây là nhìn chung vô cái view của căn nhà ở phía trước ha. Đó, cỏ xanh nhân tạo nhìn nó xanh mướt hơn là cỏ thật. Ở đây thì mình có trang trí cái bức tường bằng thảm cỏ rồi mình để lên những cái kệ để mà mình để hoa lên. Đây là mình zoom cái bức tường lên cho các bạn xem ha. Đằng sau là một bức tường bằng thảm cỏ nhân tạo. Rồi mình có dựng thêm vài cái kệ để mình để những cái chậu hoa lên cho nó xinh, trông cũng dễ thương các bạn ha. Đây là ngoài cổng của nhà mình. Ngoài cổng thì mình có trang trí đèn nè. Rồi mình mới thêm cái chậu hoa nhỏ nhỏ chỗ này. Welcome to my house. Đó, nhà mình có hồ cá ha. Nhìn nó rất là thiên nhiên. Làng này là kịp chơi Tết nè mọi người ơi. Rồi bây giờ mời các bạn xem những cái sơ qua, những cái bông hoa mà mình đã chuẩn bị để cho ngày Tết nha mọi người.